Sau thời gian điều tra theo dõi, vào ngày 21 tháng 6, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 nghi can tổ chức đánh bạc, gồm Võ Văn Nghĩa, Võ Văn Hòa, Đỗ Thị Tú Anh và Phan Thanh Hoàng cùng ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn triệu tập khám xét khẩn cấp 4 người có hành vi đánh bạc và triệu tập một số người khác có liên quan, trong đó có Trường Giang Ý Huệ, 22 tuổi, là vợ của Võ Văn Nghĩa. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Trường Giang Ý Huệ chính là người cầm đầu đường dây này. Huệ trực tiếp móc nối giao dịch cho các đối tượng quản lý trang web cá độ bóng đá 12bet.com đặt tại Philippines. Từ đầu năm 2017 tới nay, tổng lượng tiền giao dịch đánh bạc trên trang web của đường dây này là 600 tỷ đồng với hàng ngàn con bạc trên cả nước tham gia. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.